xuất gia tu học. Do đó quý vị chỉ là một cái người giàu sang trong cái cõi dục giới mà thôi, chứ không thể nào đi đến cái chỗ mà trí huệ viên mãn của bậc thánh giả được. Vì vậy nên một người mà chân tu đó thì phải thường thấy cái vị lai. Như vậy quý vị thấy vị lai bằng cách như thế nào? Thấy vị lai là quý vị phải biết rằng mình phải phước huệ song tu, thì công đức của quý vị mới bất khả tư nghị. Như vậy thì một cái niệm Quán Thế Âm là một cái công hạnh rất là viên dung của người phước huệ song tu. Quý vị thấy rõ ràng không? Cái người mà phước huệ song tu là cái người biết quán chiếu, biết niệm Quán Thế Âm. Tại sao vậy? Bởi vì quý vị hằng quán niệm, hằng quán bản tâm, soi thấy hành trạng của muôn pháp, tất nhiên là quý vị đã có trí huệ. Và khi mà quý vị đã thấy hành trạng muôn pháp, đã có kinh nghiệm muôn pháp, thì quý vị đem tất cả những pháp lành này phổ độ chúng sinh, phổ độ muôn loài, để cho tất cả những chúng sinh được sự giải thoát khỏi cái sự luân hồi. Thì đây chính là cái phước mà thượng phước, nó là phước mà trên phước. Đây là một công đức mà của tất cả những cái bậc đại thừa Bồ Tát. Như vậy thì quý vị thấy những bậc đại thừa Bồ Tát họ tu không? Phước huệ song tu. Sau khi họ tìm hiểu được cái giảng pháp rồi thì họ đem những cái sở niệm cũng như là những kinh nghiệm của họ để họ đem ra họ ban bố chúng sinh. Thành ra những vị đại thừa Bồ Tát họ vừa tu trí huệ mà họ vừa tu bố thí pháp, do đó họ đầy đủ công đức viên dung. Vì vậy mà trên con đường tu, hôm nay sẵn cái bài pháp của Quán Thế Âm, thầy khuyên quý vị, mình vừa tu huệ mà vừa tu phước, phước huệ song tu, trong tương lai quý vị sẽ không gặp những cái phiền não, quý vị sẽ được những cái thắng diệu của cái công đức của phước huệ song tu, nó đưa quý vị đi đến cái chỗ là tự tại giải thoát hoàn toàn. Đừng có giống như những cái vị A-la-hán mà thời Đức Phật, tu chỉ trí huệ đắc thánh giả, nhưng mà rồi suốt cuộc đời hầu như là nhịn đói nhiều hơn là ăn cơm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin kính chào tất cả các chư tôn đức có mặt trong room. Thầy chào tất cả quý sư cô, quý đại chúng cư sĩ và cư sĩ Bồ Tát có mặt trong room. Bây giờ thì đến cái phần thầy giảng về kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn thứ 25. Thầy kính mời cư sĩ Bồ Tát Chơn Nguyên Pháp lên đọc phần kinh văn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Dạ, mình xin cảm ơn thầy. Nếu có chúng sanh cung kính lễ lại Quan Thế Âm Bồ Tát thì phước đức chẳng luống mất, cho nên chúng sanh đều phải thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Vô tận ý, nếu có người thọ trì danh tự của 62 ức hằng hà sa Bồ Tát, lại chọn đời cúng dường đồ ăn uống, y phục, giường nằm, thuốc trang, ý ông nghĩ sao? Công đức của người thiện nam tử, thiện nữ nhân đó có nhiều chăng? Vô tận ý, thưa Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Phật nói, nếu lại có những người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, nhận đến một thời lễ lạy cúng dường, thì công đức của hai người đó bằng nhau không khác. Trong trăm nghìn muôn ức kiếp không thể cùng tận. Vô tận ý, người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát được vô lượng vô biên phước đức lợi ích như thế. A Di Đà Phật. Con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin lặp lại cái đoạn văn này và thầy giảng để cho đại chúng thấy rõ điều này. Nếu có chúng sinh nào cung kính lễ lại Quán Thế Âm Bồ Tát, thời phước đức chẳng luống mất, cho nên chúng sinh đều phải thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Theo như tất cả đại chúng đều biết, thì bản tánh của chúng sinh vốn là thanh tịnh, hằng sanh muôn nghìn phước đức,
Bởi vì trong cái bản tánh thương tịnh, thanh tịnh này, tất cả những cái phước đức nó đều sanh ra. Nhưng bởi vì chúng sinh do niệm trần vô minh, nhưng mà chúng sinh thì bị những cái niệm vô minh nó che đậy đi, nên thường sinh ra vọng kiến, nên đành phải chôn vùi cái bản tánh thanh tịnh này. Ngày nay nhờ kinh Diệu Pháp Liên Hoa rõ biết được oai thần của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, nên thường dùng tâm phản văn, văn tự tánh. A Di Đà Phật. Thường thường mình nghe văn đó là mình nghe cái thanh trần bên ngoài đó, gọi là nghe văn. Nhưng mà ở chỗ này đó là phản văn, văn tự tánh. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình không nghe thanh trần nữa, bật đi thanh trần, nghe bên trong bản tâm thanh tịnh của mình. Do người hành trì phản văn, văn tự tánh, gọi là người biết lễ lại cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát. A Di Đà Phật. Như vậy tất cả đại chúng thấy rõ không? Lễ lại Quán Thế Âm Bồ Tát tất nhiên là mình hành trì cái phương pháp tu, chứ không phải là dùng cái phương pháp mà hình tướng lễ lại giống như mọi người đến cốt tượng rồi suy sụp đó mà mình quỳ lại. Cái người mà không có hiểu về cái bản tánh thì có thể dùng cái tướng để mà lễ lại, để sinh ra phước đức. Nhưng mà người đã mà hiểu được cái bản tánh của mình rồi thì mình phải quay cái phản văn, văn tự tánh trở lại. Là hồi nãy giờ cái phương pháp mà thầy đã trình bày với tất cả đại chúng qua cái câu hỏi của Huệ Đăng. Bởi vì do bản tánh thanh tịnh nên phá tan được muôn ngàn vọng tưởng của tâm, sanh ra công đức thanh tịnh. Và nhờ sự thanh tịnh này sanh ra trí tuệ. Sự trí tuệ này bao gồm nghìn muôn phước đức. Do đó muốn được phước trí trang nghiêm cần phải miên mật quán soi pháp Quán Thế Âm này. Như Đà Phật, cái phương pháp Quán Thế Âm là đưa tất cả mọi chúng sinh từ cái điển khổ mênh mông trở về cái đại giác. Do đó mà mình không tu theo cái pháp Quán Thế Âm này thì mình còn nhiều kiếp hay là vô lượng kiếp phải trôi lăn trong cái dòng sinh tử luân hồi. Vô tận ý, nếu có người thọ trì danh hiệu của 62 ức Hằng Hà Sa Bồ Tát, lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống, giường nằm, thuốc thang, ý ông nghĩ sao? Công đức của người thiện nam, thiện nữ đó có nhiều không? Vô tận ý thưa rằng, bạch Đức Thế Tôn, rất là nhiều. Phật nói, nếu lại có người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, nhẫn đến một thời lễ lại cúng dường, thời phước của hai người đó bằng nhau không khác. Vô tận ý Bồ Tát thọ trì danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát được vô lượng vô biên phước đức lợi ích như thế. Ở trong cái đoạn văn này thì Đức Phật giảng cái sự mà so sánh giữa công đức của người niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát cùng với công đức của người niệm và cúng dường y phục, uống ăn suốt đời cho 62 ức Hằng Hà Sa Đại Bồ Tát. Thì như tất cả đại chúng thấy, một người niệm danh hiệu của Phật Quán Thế Âm Bồ Tát và một người niệm đồng thời cúng dường tứ sự ăn uống, áo mặc, chăn mùng, thuốc men cho 62 vị Hằng Hà Sa Bồ Tát mười phương, thì hai công đức này nó bằng nhau không khác. Tất cả những bậc thánh giả A-la-hán, mặc dầu các ngài đã vượt thoát được sinh tử, nhưng mà sát thân là ứng hóa thân của quý vị còn ở nơi cõi đời này là do ái nhiễm từ tinh cha, huyết mẹ mà tạo thành, nên không thể tránh được những cái tiểu bệnh do thời khí tạo nên. Và những vị nhục thân Bồ Tát cũng không có tránh khỏi cảm gió, ho, đau bệnh, nên phải dùng những thuốc men của người cúng dường mà chữa cho lành bệnh. Và công đức mà cúng dường cho người xuất gia thì không ngoài cái tứ sự mà thầy vừa kể trên. Như tất cả đại chúng đều biết, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát từ vô lượng kiếp trước, Ngài đã thành Phật quả hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Vì nguyện lực độ sinh bị lầm từ bi cứu thế, nên Ngài thị hiện thân Bồ Tát để được gần gũi và cứu độ muôn loài chúng sinh. Cho nên công đức của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát cao cả và bất khả tư nghị, nên những ai được lễ lại Ngài, cúng dường Ngài cũng như là cúng dường chư Phật mười phương vậy. 62 ức Hằng Hà Sa Bồ Tát
là những công hạnh và đức tướng vi diệu của người tu để trở về với bản tâm thanh tịnh. À, A Di Đà Phật, bây giờ thầy đi vào trong cái ảnh nghĩa của nó. Tất nhiên là trong bản tâm của mình có nhiều cái đức tướng để mình tu, để mình đi về cái bản tâm thanh tịnh. Và ở trong cái kinh Pháp Hoa này thì Đức Phật gom lại tất cả là 62 ức hằng hà sa, cái đức tướng vi diệu đó. Và những đức tướng vi diệu này muốn đạt đến cứu cánh viên mãn của sự thanh tịnh là phải nhờ quán sát bản tâm. A Di Đà Phật. Mặc dầu quý vị dùng những đức tướng như là bố thí, cúng dường, trì giới, đầy đủ những đức tính đó, nhưng mà quý vị không quán sát bản tâm thì sao? Thì cái vọng tưởng nó sẽ che mất đi cái bản tâm. Do đó quý vị không đạt được đến cái chỗ mà thanh tịnh tự tâm. Mà quán sát bản tâm là như thế nào? Quán sát bản tâm tức là soi vào trong tự tánh, tức là quán pháp quán thế âm. Nhờ cái phương pháp này mà các diệu đức ca nghiêm của 62 ức hằng hà sa công hạnh mới đạt đến cảnh giới vô sở trụ. Tất cả đại chúng nghe thầy nhắc đến cảnh giới vô sở trụ không? Tất nhiên là cái cảnh giới mà không còn một cái sự ao ước, không còn một cái niệm khởi. Cái cảnh giới mà tất cả chư Bồ Tát, tất cả các vị thánh tăng, tất cả các chư Phật đều phải vào. Mà chúng sinh là cảnh giới sở trụ, có nghĩa là chấp tất cả mọi pháp trần, chấp tất cả mọi những cái gì bên ngoài của giả tướng, do đó không vào được cảnh giới vô sở trụ. Do đó người lễ lại Quán Thế Âm Bồ Tát và người suốt đời dùng công hạnh diệu đức trang nghiêm của 62 ức hằng hà sa Bồ Tát công hạnh để đạt được bản giác tự tâm, hai công đức này đều bằng nhau không khác. A Di Đà Phật. Như vậy hôm nay quý vị đã hiểu rồi đó. Quý vị hiểu tại sao niệm ngài Quán Thế Âm và hành trì tất cả 62 những công đức diệu hạnh của tâm nó lại bằng nhau không khác. Thường thường khi mà quý vị đọc kinh Pháp Hoa đến đây đó, thì những người về cái tu về cái hình tướng đó, thì họ nghe đến đây họ càng lễ lại ngài Quán Thế Âm Bồ Tát nhiều hơn nữa. Nghĩa là ngài đem, nghĩa là sáu thời đều công phu, nghĩa là đến trước tượng mà lễ lại. Đây là cũng một hình thức tốt, do cái lễ lại mà sinh ra tất cả công đức. Nhưng mà nếu mà quý vị biết về cái ẩn ý, quý vị đi vào trong bản tâm thì nhanh hơn. Quý vị hãy để cái tâm giống như thầy vừa dạy quý vị, để cái tâm vô niệm, vô sở cầu, thì tự nhiên quý vị đạt được những cái điều mà quý vị mong cầu. A Di Đà Phật. Chỗ mong cầu mà thầy nói đây đó là cái chỗ mà quý vị phải phát cái bồ đề tâm. Chỗ phát bồ đề tâm là mong cầu, và từ ở trong cái mong cầu này quý vị không còn mong cầu nữa. Từ đây bắt đầu mà vào ở trong cái sở, trong cái tu thiền là quý vị không còn mong cầu một điểm nào nữa hết. Đầu tiên là do những cái hình ảnh của Đức Phật, do những công hạnh của Đức Phật, nghe những cái thuyết âm của ngài, mình bắt đầu mong cầu để được tu. Thì chỗ này gọi là phát bồ đề tâm. Nhưng mà từ khi mà phát bồ đề tâm rồi thì quý vị bắt đầu tu, và tu ở trong cái chỗ vô sở cầu. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Pháp Văn xin chào Hòa Thượng Tăng Bà Lê. Bây giờ thì thầy mời Chân Nguyên Pháp lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, Quán Thế Âm Bồ Tát dạo đi trong cõi Ta Bà như thế nào? Sức phương tiện việc đó thế nào? Phật bảo Vô Tận Ý Bồ Tát: Thiện nam tử, nếu có chúng sanh trong quốc độ nào đáng dùng thân Phật được độ thoát, thời Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân Phật mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân duyên giác được độ thoát liền hiện thân duyên giác mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân thanh văn được độ thoát liền hiện thân thanh văn mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân phạm vương được độ thoát liền hiện thân phạm vương mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân thích đế được độ thoát liền hiện thân đế thích
mà vì đó nói pháp.